Trịnh Nguyên. À không, tiểu thư Trịnh Tuyết Cảnh, đừng có giả vờ nữa, hãy lộ rõ bộ mặt thật của cô đi. Bạch Xanh, để tôi làm cho. Trịnh đại nhân, những lời thái tử nói có thật không? Hoàng thượng, thần... Không ổn, có chuyện rồi. Đúng là có chuyện rồi. Hơn nữa hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Trịnh Nguyên to gan, ngươi có biết rằng ngươi đã phạm tội khi quân không? Hoàng thượng, phụ thân của thần đích thực là Trịnh Nguyên thiện. Thần đúng là thần đã lừa người, nhưng thần có lý do của mình. Ngươi có lý do gì, hãy nói rõ cho trẫm nghe. Hoàng thượng, phụ thân của thần đích thực là Trịnh Nguyên thiện. Từ nhỏ phụ thân đã dạy thần vẽ tranh, thần cũng luôn khổ công cố gắng, hy vọng có một ngày có thể trở thành niềm tự hào của phụ thân. Nhưng mà vào năm thần mới có mấy tuổi, phụ thân bị triệu vào hoàng cung vẽ tranh cho hoàng hậu nương nương. Lúc đi người vẫn còn khỏe mạnh, nhưng lúc quay về lại biến thành một cổ thi thể lạnh băng. Bao nhiêu năm nay phụ thân luôn tận tâm tận lực dốc sức vì hoàng thượng, nhưng lại chết một cách không rõ ràng. Cho nên lúc đó thần đã thề rằng sẽ có một ngày thần nhất định phải vào cung tra rõ nguyên nhân cái chết của phụ thân. Nhưng thần chỉ là một người con gái yếu đuối, ngoài vẽ tranh ra thì không còn sở trường nào cả. Cho nên mới nghĩ ra hạ sách này, đóng giả thành con trai, đi tham gia cuộc thi tuyển chọn họa sư cung đình. Chính là vì có cơ hội được vào cung thôi. Thưa hoàng thượng, thần không xin người tha tội, thần chỉ hy vọng người có thể cho thần một cơ hội, để thần điều tra rõ nguyên nhân cái chết của phụ thân, tra ra chân tướng. Đến lúc đó cho dù có hậu quả thế nào, Trịnh Nguyên, thần đều xin tình nguyện gánh chịu. Chỉ toàn nói bừa. Trịnh Nguyên thiện, hắn ta là thân phạm, phải tội chết. Sợ tội nên mới uống thuốc độc tự sát. Không thể nào, cha thần rốt cuộc đã phạm phải tội gì? Chuyện này vốn có liên quan đến thể diện của hoàng gia. Trẫm từng hạ chỉ bất kỳ người nào cũng không được bí mật bàn luận. Nhưng nếu người đã cam chịu phạm tội khi quân, chạy vào trong cung để tra rõ sự tình, vậy thì được. Trẫm sẽ nói cho người biết. Phụ thân Trịnh Nguyên thiện của người ở trong cung tư thông với phi tử của trẫm, bị hoàng hậu phát hiện. Khi đó hắn ta đã uống thuốc độc, sợ tội tự sát. Không thể nào, cha thần không thể làm ra chuyện như vậy. Năm xưa nhân chứng vật chứng đầy đủ, chuyện này há do người quyết định là đúng hay sai sao? Hoàng thượng, nghe ý tứ của người cũng là nghe theo lời một phía của hoàng hậu. Hơn nữa nhân chứng vật chứng đều có thể ngụy tạo được.
phụ hoàng. Đây rõ ràng là nói bừa. Giờ đây cô ta vì rửa sạch tội danh, bèn quay sang hát nước bẩn lên người mẫu hậu. Đúng vậy, hoàng hậu mấy năm trước đã về cõi tiên rồi. Giờ chuyện này là chết không đối chứng. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng người tuyệt đối đừng nghe theo lời nói bừa của kẻ tiểu nhân này. Sự lẻo mép của cô ta, lần trước người đã được lĩnh giáo rồi. Cô ta thiêu dệt nên những chuyện này chỉ là muốn đánh lạc hướng mà thôi. Ý đồ lợi dụng lòng từ bi của người để rửa sạch tội danh, tạo ra cơ hội cho mình làm ve sầu thoát xác. Nếu hôm nay thả cô ta đi, thì cô ta nhất định sẽ cao chạy xa bay. Người đâu? Có, bắt Trịnh Nguyên lại. Giam vào Tiên Lao chờ xét xử. Dân, hoàng thượng, phụ hoàng khoan đã. Lão Tám, phụ hoàng, nhi thần về rồi. Mau bình thân. Tam đệ quay về rồi. Nghe nói trên người con bị thương, nhờ hồng phúc của phụ hoàng che chở. Chỉ là chút vết thương nhỏ trên cánh tay, không có gì đáng ngại. Chỉ là lúc nhi thần còn chưa vào cung, đã nghe nói trong cung gần đây xuất hiện yêu nghiệt, khiến cho thân thể phụ hoàng không được khỏe, dẫn tới nhiều ngày không lên triều lo chính sự. Không biết phụ hoàng đã khỏe chưa? Phụ hoàng đã không sao rồi. Chỉ có điều, con vẫn nên mau chóng tìm ngự y tới xem. Nếu không để lại di chứng, đến lúc lớn tuổi rồi sẽ phải chịu khổ đấy. Phụ hoàng yên tâm đi. Nhưng hôm nay trên điện này sao lại náo nhiệt như vậy? Lão Tam, con không biết rồi. Tên Trịnh Nguyên này, à không, Trịnh Tuyết Cảnh, lại dám nữ đóng giả nam, trà trộn vào trong cung, tham dự cuộc thi tuyển chọn họa sư, lừa gạt biết bao nhiêu khảo quan đại thần, ngay cả trẫm cũng bị lừa rồi. Phụ hoàng không biết rồi. Thật ra con và Trịnh Tuyết Cảnh đã quen biết từ lâu. Các con có quen biết ư? Đúng vậy, lúc nhi thần còn nhỏ, phụ thân của Trịnh Tuyết Cảnh và Trịnh Nguyên Thiện đại nhân từng dạy nhi thần vẽ tranh, lúc đó chúng con đã quen nhau rồi. Thì ra các con đã quen biết từ nhỏ. Nhiều năm trước Trịnh Tuyết Cảnh từng nói với con, phụ thân của cô ấy Trịnh Nguyên Thiện đại nhân từng bị hoàng hậu triệu vào trong cung, nhưng không biết vì sao là chết bất ngờ, lúc khiêng về đã là một cổ thi thể rồi. Những năm sau đó Trịnh Tuyết Cảnh và mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, trải qua những ngày khổ cực, cô ấy chỉ muốn vào cung để điều tra rõ nguyên nhân cái chết của phụ thân. Lão Tam, có một số chuyện con không rõ đâu. Phụ hoàng, Trịnh Tuyết Cảnh chỉ là vì phụ thân, cho dù có nội tình gì thì tấm lòng hiếu thảo này của cô ấy cũng là vô tội. Phụ hoàng, nhưng nhi thần cho rằng, cho dù thế nào thì cô ta cũng đã phạm tội khi quân. Đây là trọng tội coi thường thiên tử. Phụ hoàng, nhi thần có một chuyện muốn cầu xin. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng, đại ca, có thể để đệ nói hết được không? Đúng vậy. Tục vũ, tục ngữ nói, muốn hòa thuận, lớn nhường bé. Con làm anh thì phải để cho lão Tam nói hết đã chứ. Nhi thần muốn xin người cho Trịnh Tuyết Cảnh một cơ hội, để con và Trịnh Tuyết Cảnh cùng điều tra vụ án này. Nhi thần đảm bảo, Trịnh Tuyết Cảnh rời khỏi đại điện, tuyệt đối sẽ không bỏ trốn. Được thôi, trẫm đồng ý với con. Để con và Trịnh Tuyết Cảnh cùng tự do ra vào cung điện điều tra vụ án này. Bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Nhưng mà có một kỳ hạn, một tháng là đủ rồi. Được, quyết định như vậy đi. Một tháng sau, nếu như không thể lật lại vụ án, thì tội khi quân của Trịnh Tuyết Cảnh vẫn khó mà thoát được. Nhi thần tuân mệnh. Được. Lão Tam, lần này con xuất chinh cũng đã tròn một năm rồi. Bình định được chiến loạn ở biên cương phía nam, trẫm vô cùng mừng rỡ, nhất định phải trọng thưởng cho con. À đúng rồi, một ngày nữa chính là sinh thần của con rồi. Đúng hả? Phụ hoàng còn nhớ con từ nhỏ đã thích xem kịch. Triệu công công, có nô tài, mời hết những gánh hát côn khúc tới phủ của Mục Kinh để mọi người chúc mừng một phen. Nô tài tuân chỉ. Tạ ơn phụ hoàng. Tục vũ, con là đại ca, đến lúc đó cũng phải chuẩn bị một phần hậu lễ xứng đáng mới được đấy. Nhi thần tuân mệnh. Được rồi, các con đều quay về đi. Phụ hoàng.
Cô ấy à, đúng là quá lỗ mãng rồi. Hơn nữa việc của phụ thân cô, sao trước giờ chưa từng nghe cô nhắc với ta? Vừa rồi nếu không phải ta đứng ngoài cửa lâu thêm một chút, thì chưa chắc đã có thể cứu được cô. Đây là bí mật tôi giấu kín trong lòng. Tôi vốn muốn dựa vào chính mình để hoàn thành chuyện này. Không thể nào, cô và ta mà có bí mật ư? Đương nhiên. Có điều, huynh chỉ xin hoàng thượng thời gian có một tháng, liệu có ngắn quá không? Thời gian một tháng đủ để cho cô chạy tới chân trời góc biển rồi. Chạy? Lẽ nào cô còn muốn ở lại điều tra vụ án ư? Đương nhiên phải điều tra rồi. Bằng không tôi nỗ lực bao nhiêu năm nay chẳng phải uổng phí rồi sao? Đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, còn có thể điều tra ra cái gì chứ? Nếu như cô thật sự muốn ra án, thì tôi nhất định sẽ giúp cô đến cùng. Đi thôi. Biết đây là cái gì không? Ta không có thời gian phí lời với ngươi. Một trận, rốt cuộc ngươi đang giở trò gì? Ngọn đèn này gọi là đèn lưỡng nghi. Một khi thắp sáng nó, trong vùng ánh sáng mà nó tỏa ra, sẽ hình thành một kết giới. Trong kết giới này, yêu quái sẽ mất đi tất cả pháp lực, mặc cho người tùy ý giết hại. Chẳng phải chỉ là một ngọn đèn cũ hay sao? Chỉ một hơi của ta là có thể thổi tắt nó. Tiểu Hắc, đừng đi. Đèn lưỡng nghi chỉ có thể thổi tắt bởi người đã thắp nó lên. Coi như ngươi hiểu biết sâu rộng. Thế nào, sợ rồi chứ? Ngươi chỉ có một người, còn bọn ta có ba người. Ai sợ ai còn chưa biết đâu. Hôm nay chỉ cần một mình bần đạo là có thể buộc mẻ lưới tóm gọn các ngươi. Lại là ngươi? Đúng, chính là ta. Dư Diễm ca ca, pháp lực của chúng ta đều mất hết rồi. Phải làm sao đây? Đừng lo lắng, có ta ở đây. Có ngươi ở đây. Hôm nay cho dù ngươi có 9 cái mạng thì cũng không đủ chết. Một trận, không thể tin lời của tên đạo sĩ này được. Tôi biết huynh đã bị hắn lợi dụng rồi. Huynh mau thổi tắt ngọn đèn đó đi. Nếu không đến cùng, mọi người đều phải chết. Ai đang lừa ta, tự ta biết rõ. Hồ Yêu và đạo sĩ, ai là người tốt, ta là càng rõ hơn. Ngươi thật sự coi ta là đồ ngốc chắc. Ba người các ngươi chớ nên dãy dụa nữa. Hãy ngoan ngoãn theo ta quay về thôi. Một trận, các ngươi đang làm gì vậy? Không phải chuyện của cô. Cô mau cút đi. Mau thả bọn họ ra. Cô không phải là đối thủ của chúng đâu. Các người đang làm cái gì vậy? Tuyết Cảnh, nàng quay về rồi. Tuyết Cảnh tỷ tỷ, mau cứu mạng. Mau cứu bọn đệ với. Tiểu nhà đầu, lại gặp nhau rồi. Lại là tên đạo sĩ thối này. Mau thả bọn họ ra. Không khả thì sao? Người... Thả họ ra. Thả ra. Tuyết Cảnh, nàng không sao chứ? Trịnh Tuyết Cảnh, mau bảo một trận thôi tắt ngọn đèn đó đi. Mau. Ngọn đèn này là do ta thắp, chỉ có ta mới thổi tắt được. Vậy huynh mau thổi đi. Tuyết Cảnh, ba bọn chúng đều là yêu quái, ta phải mời đạo trưởng tới đây để thu phục chúng. Huynh ngốc à? Ba bọn họ đều là người tốt, hắn ta mới là người xấu. Đạo trưởng, tiểu diện giả, Trịnh Tuyết Cảnh đã bị ba tên hồ yêu này mê hoặc rồi, không thể tin cô ta được. Ông, mạng người quan trọng, huynh mau thổi đi. Ta thổi. Người đứng lại cho ta. Quỳnh Hoa, mau tỉnh lại. Quỳnh Hoa, cô làm sao vậy? Quỳnh Hoa, tôi không sao. Vừa rồi tôi bị cây phất trần của tên đạo trưởng kia đánh trúng. Mau đứng dậy. Quỳnh Hoa, cô không sao chứ? Tuyết Cảnh tỷ tỷ, hôm nay nguy hiểm quá, suýt nữa không được gặp tỷ nữa rồi. Hôm nay nếu không phải nhờ một người bạn cũ cứu tôi, thì tôi cũng suýt chút nữa không được gặp mọi người nữa rồi. Tiểu Hắc, để đỡ Quỳnh Hoa đi nghỉ trước đi. Được. Chậm thôi. Một trận, xem hôm nay huynh đã làm những chuyện gì. Suýt chút nữa hại chết họ rồi, huynh có biết không? Tuyết Cảnh, đạo trưởng nói ba bọn họ đều là hồ yêu, đang hại nàng đó. Tôi thấy là huynh đang hại tôi thì có. Nếu không có ba người bọn họ thì tôi sớm đã phải lang thang đầu đường xó chợ rồi. Nhưng mà cái gì nhưng mà? Huynh nghe cho rõ đây, họ không phải là hồ yêu gì hết. Họ là người, sau này không được phép nói bừa nữa. Ta nhớ rồi. Mau biến đi, Tuyết Cảnh, tôi bảo huynh biến đi. Dư Diễm, ngươi đợi đó cho ta. Giờ ta về nhà luyện võ. Một tháng sau, ta muốn cùng ngươi quyết một trận thư hùng. Ấu trĩ. Tuyết Cảnh, nàng đợi ta một tháng, ta nhất định sẽ đoạt nàng trở về. Một cút đi cho tôi.
Thế nào? Không đuổi kịp tình yêu đạo đó, để hắn chạy mất rồi. Chạy rồi thì thôi, tất cả chúng ta đều không sao là được rồi. Tuyết Cảnh, vừa rồi có phải cô đã xảy ra chuyện gì không? Hoàng thượng đã biết thân phận của cô rồi phải không? Nhưng mà chỉ bị hoảng sợ chút thôi, tạm thời không có chuyện gì rồi. Không thể đi cứu cô được. Tôi... không sao đâu, không phải tôi vẫn quay về nguyên dạng sao? Chỉ là cái tên ngốc Mục Trần này làm tôi tức chết mất. Nhưng mà tên Quy Nguyên đạo trưởng này vì sao không chịu buông tha chúng ta? Ta từng nghe hắn nói, ta và chủ nhân nhà hắn đã kết oán thù gì đó, đã truy đuổi ta gần trăm năm rồi. Gần trăm năm rồi. Dư Diễm, huynh đã gây sự với người nào vậy? Tôi cũng không rõ nữa. Trước kia giết chóc nhiều quá, hàng ngày khắp người đều là mùi máu tanh, căn bản không biết đã tạo ra bao nhiêu kẻ thù nữa. Bỏ đi, chuyện tới đâu thì tính tới đó. Chúng ta sau này đều cẩn thận một chút là được. Tôi lên thay quần áo đã, vừa rồi cả người toát mồ hôi lạnh. Đi đi. Thế nào? Để nói xem, ta và Trịnh Tuyết Cảnh liệu có khả năng đã từng quen biết? Chỉ là khoảng thời gian đó chính nằm trong đoạn ký ức mà ta bị mất, cho nên mới bị quên hết rồi. Dư Diễm, đoạn ký ức mà huynh bị mất là từ trăm năm trước. Tuyết Cảnh cô ấy lúc đó còn chưa ra đời đâu. Nhưng mà nếu huynh thích thì cứ mạnh dạn đi thích cô ấy. Đừng có tự mình đeo lên xiềng xích vốn không hề tồn tại. Điện hạ, Triệu công công, tìm ta gấp như vậy là chỗ phụ hoàng có tin tức gì ư? Thái tử điện hạ, tình hình không hay rồi. Thế nào? Mấy hôm trước sau khi tin tức Mục Kinh Dương gia bình định chiến loạn truyền về kinh thành, hoàng thượng vô cùng vui mừng. Tối hôm qua, hoàng thượng đang ở ngự thư phòng đột nhiên hỏi nô tài, nếu Mục Kinh có dũng có mưu, lòng dạ lương thiện, có phải rất giống hoàng thượng khi còn trẻ không? Triệu công công, ý của ông là e rằng hoàng thượng đã có ý định rồi. Được lắm, đã như vậy ta chỉ còn cách ra tay trước mà thôi. Thái tử điện hạ, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng được. Ta không quản được nhiều như vậy, ta tuyệt đối sẽ không dâng vị trí thái tử này cho người khác đâu. Đúng rồi, còn có ả Trịnh Tuyết Cảnh lai lịch không rõ ràng kia nữa, không biết rốt cuộc có quan hệ gì với Mục Kinh. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Lần này ta nhất định phải loại bỏ ả ta. Mời vào bên trong. Đưa cho tôi nào. Hoan nghênh, hoan nghênh. Thái tử đến. Hoan nghênh, hoan nghênh. Mời vào bên trong. Mời vào bên trong. Mời vào bên trong. Thái tử điện hạ, hoan nghênh, hoan nghênh. Tam đệ, đây là lễ vật chúc mừng mà ta chuẩn bị cho đệ. Thái tử điện hạ khách sáo rồi, mời vào bên trong. Mục Kinh, Tuyết Cảnh, nào nào mau vào đây. Tuyết Cảnh, ba vị này là, họ đều là bạn của tôi, cũng là tiểu nhị trong cửa hàng của tôi nữa. Còn có tiểu nhị túng tú thế này sao? Còn không phải sao? Đi nào, vào trong nói chuyện. Này, hai người các huynh làm gì vậy? Trịnh Tuyết Cảnh, cô được đấy. Vừa mới bị tên đường đệ ngốc Mục Trần của ta dứt bỏ, đã tìm được một người đẹp trai hơn rồi. Lợi hại quá. Chớ có nói bừa, chúng tôi không phải là loại quan hệ đó đâu. Vậy là quan hệ gì? Đừng chạm vào cô ấy.
Cô xem, còn nói là không có quan hệ. Mùi giấm chua làm người khác chết ngạt rồi đây. Hai người các cô bị thần kinh à? Trịnh Tuyết Cảnh. Nào Tuyết Cảnh, ăn món này đi. Món này ngon lắm đó. Đây là thứ gì vậy? Đây là quả hồ trắng. Chưa từng ăn phải không? Món này ngon. Món này ở Kinh Thành không có đâu. Vậy ư, cô nếm thử xem. Một kinh. Huynh kiếm ở đâu ra nhiều loại món ăn kỳ lạ hiếm có vậy? Cô không biết phải không? Khi ta đánh trận ở Biên Ải, được người ta tặng cho đó. Ngon lắm, ngon lắm. Nào nào, ngon không? Cô ăn giỏi thật đấy. Nếm thử xem, có món này nữa. Loại lạc này không giống như ở Kinh Thành đâu. Thật không? Nào nào, nếm thử xem. Được, huynh cũng ăn đi. Ta bảo cô này, sau này nếu không có việc gì thì cứ đến phủ của ta, nhiều đồ ăn ngon lắm. Ta tạ huynh nhé. Ăn nhiều vào. Này, sao huynh lại mời cả thái tử đến vậy? Hôm đó không phải hoàng thượng đã nói rồi sao? Nhất định muốn huynh ấy đến. Nếu không thì huynh ấy sẽ không đến đâu. Tôi thật sự nghĩ không ra, sao hoàng thượng lại có thể trao vị trí thái tử cho loại người như này chứ? Hồi nãy dù sao cũng là con trưởng, hơn nữa hoàng hậu nương nương mất sớm, nên hoàng thượng thương xót huynh ấy. Những năm trước huynh ấy vẫn còn tốt, mấy năm gần đây thì ngày càng ngang ngược rồi. Huynh điểm nào cũng tốt hơn hắn. Nếu như hoàng thượng có thể trao cho huynh vị trí thái tử thì tốt quá rồi. Tâm tư của hoàng thượng ta cũng không thể đoán được. Hơn nữa ta cũng không có lòng muốn tranh đoạt những thứ này. Chỉ có điều đem vị trí thiên tử tương lai trao cho loại người như một túc vũ thì quả thật ta không yên tâm. Đúng rồi, gần đây cô phải hết sức đề phòng huynh ấy đó. Nguyên nhân cái chết của cha cô có thể liên quan tới hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương là mẫu hậu của thái tử. Cho dù huynh ấy có biết nội tình hay không thì huynh ấy cũng đều có khả năng nhúng tay vào chuyện này. Cô phải đặc biệt cẩn thận đó. Tôi biết rồi, được rồi, được rồi. Không nói nữa, xem kịch đi. Trịnh Tuyết Cảnh, cô ra đằng sau này ngồi cho tôi. Vì sao chứ? Tôi bảo cô qua đây ngồi. Trịnh Tuyết Cảnh, cô ra đằng sau này ngồi cho tôi. Vì sao chứ? Tôi bảo cô qua đây ngồi thì cứ qua đây ngồi đi. Tôi không đi. Huynh làm gì vậy? Dư Diễm, có phải huynh thích tôi không? Không thích. Vậy huynh ghen bóng ghen gió cái gì chứ? Tôi đâu có ghen. Tôi ngồi đằng trước để nhìn cho rõ thôi. Thật ra thì tôi luôn muốn hỏi huynh đối với tôi rốt cuộc có cảm giác gì? Không có cảm giác. Người thích bản cô nương này nhiều lắm. Hay. Hát hay lắm. Đủ rồi, đừng hát nữa. Đoàn kịch ở đâu tới mà hát sai lời hết cả? Thái tử điện hạ, chúng tôi đâu có hát sai. Thái tử điện hạ bớt giận, chỉ là chuyện nhỏ, hà tất phải nổi giận chứ. Tam đệ, ta thấy bọn họ là cố tình hát sai lời, cố ý đối đầu với đệ đấy. Cho dù nói thế nào thì hai đoàn kịch này là do phụ hoàng mời đến. Huynh nói họ không đúng, chẳng phải chính là nói phụ hoàng không đúng ư? Một kinh. Đệ có ý gì? Thái tử điện hạ, tam đệ chỉ là nói sự thật, muốn nhắc nhở huynh mà thôi. Còn về làm thế nào thì là huynh tự mình lựa chọn. Đừng có lôi phụ hoàng ra để dọa ta nữa. Nói cho đệ biết, ta không mắc lừa đệ đâu. Vậy thì xin tùy thái tử điện hạ. Người đâu? Thái tử điện hạ, Dương gia. Nếu thái tử điện hạ không hài lòng với đoàn kịch này, vậy thì không ngại để tôi thử xem sao. Bạch Xanh, huynh muốn làm gì? Tôi chỉ không muốn làm ầm ĩ lên. Ngươi còn biết hát côn khúc? Đúng, vài năm trước có ở trong đoàn kịch một thời gian nên biết một chút. Xin các vị đợi một lát, tôi sẽ lập tức lên sân khấu. Hay lắm, hay lắm. Hai người hãy xuống trước đi. Vâng. Nếu bà Xanh đã nói như vậy thì coi như giúp vui cho sinh thần của huynh đi.
Nào nào, chúng ta ngồi xuống nghe hát thôi. Mục Kinh, sau này huynh đừng quá xúc động như vậy được không? Dù nói thế nào thì Mục Túc Chủ hiện giờ vẫn là thái tử. Dì vừa mới đi vào là ai vậy? Dì nào cơ? Chính là dì hát công khúc đó. Tôi đang nói chuyện nghiêm chỉnh với huynh đó. Thì ta cũng đang nói chuyện nghiêm chỉnh với cô mà. Vừa rồi ta nghe cô gọi huynh ấy là Bạch Xanh. Đúng đúng, gọi là Bạch Xanh. Bây giờ đã có thể ngồi xuống nghe hát được chưa? Được, nào nào, nghe hát nghe hát. Con trai nhìn xem, đẹp quá. Bạch Xanh ca ca, huynh đẹp quá. Bạch Xanh ca ca, thật sự là Bạch Xanh sao? Đi thôi. Hay, giỏi quá Bạch Xanh ca ca. Ta từng nói, nếu như nàng chết rồi thì ta nhất định sẽ không sống một mình. Nhưng ta không ngờ rằng nàng lại chết trong tay của ta. Bạch Xanh, Bạch Xanh, Bạch Xanh, Bạch Xanh ca ca, huynh nhất định phải tỉnh dậy đó. Huynh ấy sao rồi? Đến giờ huynh ấy vẫn đang ngủ, nhưng chắc là không sao đâu. Sao đột nhiên lại như vậy? Tôi cũng không biết, trước kia chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Bạch Xanh đã từng ở trong một đoàn kịch dài năm, trải qua những chuyện không hay.
đã vẫn luôn là ám ảnh trong lòng cậu ấy. Sao trước giờ chưa từng nghe các cô nhắc tới chuyện này? Mỗi người đều có những đoạn quá khứ không muốn cho người khác thấy. Chúng ta nên đi thôi. Đi thôi Di Diễm ca ca. Huynh muốn làm gì? Đưa Bạch Xanh về nhà. Giờ huynh ấy còn yếu như vậy, lại phải quay về thì không tốt lắm. Đúng vậy, chỉ bằng tối nay cứ để huynh ấy ở đây ngủ đi. Ngày mai chúng ta hẳn tới đón anh ấy về. Bình Phong. Không được, chúng ta phải đi mau lên. Đi ngay bây giờ. Các người đang nói gì vậy? Không có gì, huynh yên tâm, tôi tự biết chừng mực. Nếu huynh vẫn còn lo lắng thì ngày mai có thể đến cửa hàng tìm tôi. Sáng mai ta sẽ tới thăm mấy người bạn cũ của phụ thân cô, xem có thể thăm dò được tin tức gì không. Ta làm xong việc rồi sẽ đi tìm cô. Huynh vất vả rồi một kinh, đừng coi ta như người ngoài chứ. Vậy bây giờ chúng tôi đi luôn. Tiểu Hắc, đỡ Bạch Xanh dậy. Được, được. Chậm thôi, cẩn thận đấy. Vậy chúng tôi đi trước đây. Đi từ từ, chú ý an toàn. Mau lên, cẩn thận một chút. Dư Diễm, làm thế này thật sự không sao chứ? Mỗi lần chúng tôi quay về trong Bình Phong Linh Tê đều là để củng cố nguyên thần. Nó có khả năng chữa trị cho chúng tôi. Đưa Bạch Xanh vào trong đó sẽ có thể phục hồi nhanh hơn. Vậy các huynh cần đi bao lâu? Chuyện này phải xem tình hình của Bạch Xanh. Thời gian không chắc chắn được. Liệu có thể sau khi các huynh đi vào rồi sẽ không trở ra nữa? Yên tâm, chúng tôi sẽ quay lại. Trước khi chúng tôi ra ngoài, cô hãy ngoan ngoãn ở nhà canh chừng Bình Phong Linh Tê, đừng có đi đâu hết. Được, tôi biết rồi. Các huynh đi mau đi. Tuyết Cảnh tỷ tỷ, một mình tỷ nhất định phải cẩn thận đó. Tôi biết rồi, các huynh yên tâm đi. Cứ chăm sóc tốt cho Bạch Xanh là được rồi. Các huynh đi mau đi. Thái tử, giờ không còn sớm nữa, người nên nghỉ ngơi thôi. Tiểu Lâm Từ, có. Ngươi cũng đã đi theo ta nhiều năm như vậy rồi, có biết rằng ai đã nuôi dưỡng ta trưởng thành không? Thái tử, không phải do hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng sao? Ngươi có biết ở nước chúng ta từng có một vị hộ quốc pháp sư không? Nô tài đã từng nghe nói rằng hơn 100 năm trước có yêu ma quỷ quái làm loạn ở Trung Cung. Hoàng thượng lúc đó đã mời từ Đông Doanh tới một phụ nữ Đông Doanh biết pháp thuật, phong làm hộ quốc pháp sư, về sau giúp đỡ hoàng thượng khi đó chỉnh đốn quốc gia. Vậy ngươi có biết rằng pháp sư Đông Doanh đó vẫn còn sống trên đời này không? Vẫn còn sống sao? Vậy chẳng phải đã hơn 200 tuổi rồi sao? Không sai, bà ấy vẫn sống trên đời này. Năm đó sau khi tình hình trong nước đã ổn định, bà ấy liền đi chu du bốn biển. Mãi đến năm mẫu hậu mang thai ta, cũng là lúc bà ấy quay lại kinh thành. Lúc ta chào đời mẫu hậu khó sinh, may nhờ vị pháp sư đó mới giữ lại được cả hai mẹ con chúng ta. Điện hạ, nô tài cho rằng đó là vì thái tử phúc lớn mệnh lớn. Nhưng sau khi ta ra đời thì thân thể mẫu hậu vẫn luôn ốm yếu. Cũng chính là bà ấy ở trong cung chăm sóc ta, nhìn ta trưởng thành. Vào năm ta 15 tuổi, mẫu hậu qua đời. Vẫn là bà ấy chăm sóc ta. Mãi đến sau khi ta trưởng thành, bà ấy mới rời khỏi kinh thành chu du các nước. Trước lúc đi, bà ấy có nói với ta rằng bà ấy muốn tìm một người, còn để lại cho ta một con bạch ưng, bảo ta rằng nếu gặp nguy hiểm thì dùng nó để truyền tin. Ý của thái tử là dặn dò bên dưới phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai hộ quốc đại pháp sư Tần Dục sẽ tới phủ thái tử. Dân. Cô. Nào. Túc Vũ à,
Con đã trưởng thành rồi. Cô, ngày đi chuyến này đã bao nhiêu năm chẳng có tin tức gì. Yên tâm đi. Cô ấy à, vẫn khỏe lắm. Cô, vào trong nói chuyện. Cô, ngày đi đường chuyến này đã cực khổ rồi. Đây đều là những đầu bếp do Hà Nhi mời từ trong cung ra, đặc biệt chuẩn bị cho ngài đó. Ngài nếm thử xem. Túc Vũ à, đúng là con có lòng. Vẫn còn nhớ cô thích nhất là được ăn đồ phụ được xây trong cung. Nếm thử xem. Mùi gì thế nào? Ngon lắm. Con cũng ăn đi. Cô đối với con có ơn dưỡng dục. Túc Vũ luôn ghi nhớ trong lòng. Tâm tư của con ấy à, cô đã biết. Hay là nói tới chuyện mà con nhắc tới trong thư đi. Lùi xuống hết đi. Cô, Hoàng thượng ông ấy muốn phế bỏ vị trí thái tử của con, đưa một kinh thượng vị. Con nghe ai nói vậy? Là Triệu Công Công ở bên cạnh Phụ Hoàng nói vậy. Tuy Phụ Hoàng chưa nói thẳng ra, nhưng đã có ý định này rồi. Những năm gần đây Mục Kinh liên tiếp lập công, Phụ Hoàng đối với nó cũng vô cùng trọng dụng. Mục Kinh có phải là đứa trẻ ngay từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, lại thường xuyên bắt nạt con không? Đúng, chính là nó. Vậy con muốn ta giúp con thế nào? Cô, Hài Nhi cho rằng đối phó với loại người như Mục Kinh thì cần phải diệt cỏ tận gốc để tuyệt hậu họa. Dù sao thì Mục Kinh cũng là hoàng tử, nếu hành sự lỗ mãng sẽ chỉ khiến hoàng thượng nghi ngờ con mà thôi. Vậy cô nói xem nên làm thế nào. Chuyện này không vội được, chúng ta phải tính kế lâu dài. Được, Hài Nhi nghe lời cô. Túc Vũ, cô muốn con giúp ta làm một chuyện. Cô yên tâm, nếu Hà Nhi có thể làm được thì nhất định muốn chết cũng không từ. Nói lời ngốc nghếch như vậy. Cô muốn con thầy ta tìm chính thiếu nữ trẻ tuổi về đây. Càng trẻ càng tốt. Sau khi tìm đủ rồi thì đưa tới phòng của ta. Hà Nhi không biết cô muốn nhiều thiếu nữ như vậy để làm gì. Việc này con không cần hỏi, cứ làm theo lời dặn của ta là được rồi. Được, Hà Nhi nhất định làm được. Tuyên, Lạc Ba, sứ giả tộc Mẫu Lão tấn kiến. Lạc Ba, sứ giả tộc Mẫu Lão tham kiến hoàng thượng. Sứ giả miễn lễ. Đúng rồi sứ giả. Nghe nói lần này ngày tới là để giảng hòa. Lạc Ba phụng mệnh của tộc trưởng tới đây giảng hòa. Hãy nói điều kiện của các ngài đi. Hoàng thượng cũng đã rõ, tộc Mẫu Lão cùng với Thịnh Lạc là nhánh có thực lực lớn nhất, năng lực mạnh nhất trong số các quốc gia và dân tộc tiếp giáp với vùng đất phương Bắc. Nếu Thịnh Lạc và Mẫu Lão kết thành đồng minh, do tộc Mẫu Lão chúng tôi giúp đỡ Thịnh Lạc bảo vệ vùng biên giới phương Bắc, đảm bảo những quốc gia và dân tộc nhỏ khác đều không dám tới xâm phạm nữa. Mỗi năm, Thịnh Lạc trả cho tộc Mẫu Lão 100 vạn lạng hoàng kim để chúng tôi sinh sống. Hoàng thượng, ngài xem có được không? 100 vạn lạng. Nếu các ngài có thể giữ đúng lời hứa, đảm bảo yên bình cho vùng đất phía Bắc của Thịnh Lạc chúng ta, thì 100 vạn lạng hoàng kim thành giao. Khoan đã. Hoàng thượng, Lạc Ba còn muốn gặp họa sư của Ngự Họa Quán, tiên sinh Trịnh Nguyên Thiện. Trịnh Nguyên Thiện, các ngài quen nhau ư? Đúng vậy. Tôi và Trịnh Nguyên Thiện coi như có chút giao tình. Năm xưa,
Tôi vô cùng kính phục tài năng và đức hạnh của Trịnh tiên sinh. Ngài ấy đã từng dùng đoạn tơ nhện và gỗ cây đa ngàn năm chế tạo cho tộc chúng tôi một bức bình phong tuyệt đẹp, có 102. Trên bình phong còn vẽ cả vật tổ của tộc mẫu lão chúng tôi, vẫn được người trong tộc chúng tôi thờ cúng như bảo vật. Thật đáng tiếc, mấy năm trước, vì một trận hỏa hoạn lớn, nên đã bị thiêu hủy hết. Lần này tôi tới đây, chính là muốn nhờ Trịnh tiên sinh một lần nữa, chế tạo một tấm bình phong cho tộc chúng tôi. Vô cùng đáng tiếc, nguyện vọng này của ngài e rằng không thực hiện được rồi. Mấy năm trước, Trịnh Nguyên Thiện đã chết rồi. Chết rồi? Ông trời đố kỵ với người tài. Trịnh tiên sinh được chôn ở đâu? Tôi nhất định phải đi cúng tế một phen. Triệu Công Công, có. Phần mộ của Trịnh Nguyên Thiện ở đâu? Người đi dò hỏi một chút. Vâng, Hoàng thượng, nô tài sẽ đi dò hỏi ngay đây. Làm phiền Hoàng thượng rồi. Nhưng mà nhiệm vụ mà người trong tộc giao cho tôi nhất định phải hoàn thành. Trịnh Nguyên Thiện vốn chế tạo bình phong ở trong nhân gian. Sau này, ông ta mới dùng thân phận họa sư vào cung. Nếu ngài muốn tìm ở trong cung vài bức họa ông ta đã vẽ, thì không khó. Nhưng nếu ngài muốn tìm thấy một bức bình phong do ông ta đích thân chế tạo bằng đoạn tơ nhện và gỗ cây đa, thì e rằng không có khả năng đâu. Hoàng thượng, nếu như vậy thì tộc mẫu lão của chúng tôi chỉ cần dùng mỗi 100 vạn lạng vàng là có thể đuổi đi được rồi. Nếu như tôi không lấy được bình phong, thì tôi biết ăn nói thế nào với người trong tộc đây? Được rồi. Sứ giả, hãy quay về nghỉ ngơi trước đã. Sau 7 ngày nữa, trẫm sẽ cho ngài câu trả lời. Tạ ơn Hoàng thượng. Vẫn chẳng thu hoạch được gì. Thời hạn mà Hoàng thượng cho đã sắp hết rồi. Lẽ nào thật sự không có biện pháp gì ư? Đợi vài ngày nữa, ta xem hôm nào phụ hoàng vui vẻ, ta sẽ đi cầu xin giúp cô. Cho dù thế nào cũng nhất định phải giữ lại cái mạng nhỏ này cho cô trước đã. Hoàng thượng giết hay không giết tôi là việc của ngài ấy. Còn điều tra nguyên nhân cái chết của cha tôi vốn là chuyện mà tôi nhất định phải làm. Cho dù hoàng thượng không giết tôi thì chuyện này tôi cũng nhất định phải tra ra cho được chân tướng. Quyết không để cha tôi chết không nhắm mắt. Yên tâm đi, chỉ cần cô muốn điều tra thì Mục Kinh ta nhất định sẽ giúp cô đến cùng. Mục Kinh, huynh đúng là ca ca tốt của tôi. Trịnh Hòa Sư, Mục Kinh Dương gia. Hoàng thượng, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Trịnh Tuyết Cảnh khấu kiến hoàng thượng. Bình thân, đứng dậy đi. Hôm nay sứ giả của tộc mẫu lão tiến cung. Các người có biết chuyện này không? Nhi thần biết ạ. Nghe nói là tới giảng hòa. Đúng là tới giảng hòa. Nhưng sứ giả này còn có một tâm nguyện. Tâm nguyện? Đúng vậy. Sứ giả này và phụ thân của Trịnh Tuyết Cảnh, Trịnh Nguyên Thiện là người quen cũ. Ông ta muốn trẫm tặng cho ông ta một tấm bình phong do Trịnh Nguyên Thiện tự tay chế tạo. Có quen biết cha thần? Đúng vậy. Cho nên trẫm gọi ngươi tới đây là muốn hỏi ngươi xem hiện giờ trong nhà ngươi có còn tấm bình phong nào do cha ngươi năm xưa tự tay chế tạo không? Đúng rồi. Sứ giả đó còn đặc biệt yêu cầu đoạn tơ nhện và gỗ cây đa ngàn năm. Nói rằng năm xưa phụ thân ngươi tặng cho bọn họ chính là một tấm như vậy. Hoàng thượng, bình phong do gia phụ tự tay chế tạo trong nhà quả thật vẫn còn vài tấm. Nhưng bình phong chế tạo bằng đoạn tơ nhện và gỗ cây đa ngàn năm thì quả thật là hiếm có. Thần vẫn còn nhớ, lúc còn nhỏ đúng là đã từng trông thấy. Nhưng đó cũng là tấm duy nhất mà thần từng nhìn thấy. Vậy người còn có biện pháp nào khác không? Chuyện này... Bạch Sanh, huynh nhìn xem con nhện này trông thật là kỳ lạ. Sao chẳng giống với những con nhện bình thường thế?
Hoàng thượng, từ nhỏ thần đã theo gia phụ học kỹ thuật chế tạo bình phong. Thần có thể dựa trên quy cách và yêu cầu của gia phụ làm thử xem sao. Người chắc chứ? Chắc chắn. Vậy thì tốt. Trẫm cho người thời gian 7 ngày. Người phải chế tạo nhanh lên đấy. Phụ hoàng, thời gian điều tra của chúng con không cần nghĩ nhiều. 7 ngày sau, nếu như bình phong do người chế tạo ra có thể làm sứ giả hài lòng, thì trẫm sẽ cho các ngươi thêm 2 tháng nữa để các ngươi điều tra. Tạ ơn phụ hoàng. Tạ ơn hoàng thượng. Vậy Di thần xin cáo lui. Di thần cáo lui. Được.